đoán án kỳ quan. Thời Tư Mã Tấn, nước Ngô có hai danh sĩ, anh là Lục Cơ, em là Lục Vân, đời đời làm quan to lắm. Chưa kể đến họ giàu có nhất nước, mà ngay học trò của họ cũng ở khắp thiên hạ. Nước Ngô thất bại, đất đai thuộc về triều Tấn. Hai anh em họ tài cao học rộng, không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ. Có người tiến cử họ, họ chuẩn bị rất nhiều của cải, mua thuyền để trở tới Lạc Dương yết kiến triều đình. Hôm ấy thuyền đậu dưới sông, nghe thấy có tiếng còi huýt, thì thấy có rất nhiều ngập súng cướp của cải ở trên thuyền của họ. Của cải đã chất đống trên bờ mà họ vẫn còn gào thét bắt giết nó đi. Sợ quá, Lục Cô vội chui vào khoang lái, ngồi thu mình ẩn nấp. Khoang lái có một khe hở, Lục Cô mới len lén nhìn ra. Thấy một tráng sĩ ngồi trên chiếc giường hồ đặt trên bờ, đầu chiếc khăn xanh, mặc áo bào đỏ, dáng vẻ phi phàm lắm, phong tư lại xuất chúng. Rồi sai bảo mọi người, ai ai cũng nghe theo răm rắp. Phần chia của cải rất công bằng. Thấy thế, Lục Cơ hết sức ngưỡng mộ, rồi thầm khen ngợi. Không kìm nén nổi, tự nhiên gọi to: tráng sĩ trên bờ, có thể cho biết tính danh được không? Tôi có câu chuyện muốn nói. Tráng sĩ mới giật mình, ngẩng đầu lên, thì thấy một người ngồi xổm trong khoang lái, rồi bèn cười nói: anh nói gì? Tôi đã gặp nhiều người, Lục Cơ nói, song thấy tướng mạo và hành động của tráng sĩ thật khác thường. Nhưng rất tiếc con người cao cả ấy lại chôn vùi vào con đường này. Sao tráng sĩ không bỏ quách nó đi, cố gắng học hành thành tài để cống hiến cho triều đình, khỏi uổng phí tài năng và phẩm hạnh. Người tráng sĩ ấy nói: ông có thể ra đây để ta gặp mặt được không? Thấy thế, Lục Cơ vội nhảy ra khỏi thuyền lên bờ, vái chào tráng sĩ. Hai người nói cho nhau biết họ tên. Người tráng sĩ ấy nói: tôi là Đới Uyên, nhân vì thiên hạ nhiễu nhương nên tôi phải một mình phiêu bạt nơi đây mai đó, quả thực cho chưa chừng đi học. Nếu ông không vứt bỏ thì tôi xin tôn ông làm thầy. Từ đó tráng sĩ ấy miệt mài học tập, vui vì thấy ông lập chí. Lục Cơ hết lòng dạy dỗ, tiến cử ông làm quan, sau này là trụ cột của triều Tấn. Vì người dẹp loạn, trở thành một người trung thần mà tên tuổi còn lưu mãi tới ngày nay. Thời Tống lại có một tể tướng tên là Trương Tế Hiền. Khi chưa bao thời thì nghèo rất mỏng tơi, ông chưa từng cáu gắt với ai, bụng ông cũng chưa bao giờ ăn được một bữa no. Hôm ấy đói quá, chẳng có gì tiêu khiển, ông đành vào thành để chơi cho khuây khỏa. Thấy trong một gian nhà rốt nát có rất nhiều bậc anh chị sắn tay phanh ngực, ăn uống nhồm nhoàm, nói năng thì hùng hổ. Trương Tế Hiền biết đây là những tên đao búa, liền nghênh ngang bước vào chắp tay vái. Một trong số bọn họ đùa rằng: tú tài có biết uống rượu không? Sao lại không biết? Trương Tế Hiền nói: các ông đều là hào kiệt, chỉ vì tể tướng không biết, không dùng các ông nên các ông mới thế. Tôi là một học trò nghèo, rất ghét những trò bị ổi xấu xa, mà lại kính trọng các ông. Mấy tay anh chị này thấy chí khí hiên ngang, nói năng tự nhiên thoải mái, bèn mời anh ngồi hàng đầu. Anh mới ngồi xuống, chẳng hề giữ gìn ý tứ, gắp ăn rồi rót uống rất ngon lành. Thấy thế, họ đều bỏ đũa bát xem anh. Anh thì mặc họ, cứ chén tràn, mâm bát hiến nhãn mới bỏ đũa, rồi quệt quệt mồm nói: tôi quấy rầy các ông nhiều, xin cáo lui. Thoạt nhiên anh như một tú tài, giờ đây trông anh còn hơn cả kẻ cướp. Mọi người mới nói: anh đúng là một trang hảo hán đấy, hiếm thấy trong đám nghèo kiết xác. Xem ra sau này anh có thể làm tể tướng, đến lúc ấy phải nhớ tới bọn này đấy. Nói xong, người mang gói, kẻ thì mang túi, ai cũng tặng cho anh. Tế Hiền không hề từ chối, vơ lấy hết rồi chắp tay vái, vác đồ đi ra. Sau này Trương Tế Hiền quả làm tể tướng thật. Xem ra người trước là trung thần, còn người sau là chí sĩ. Chuyện này có ghi trong sử sách, song nếu lại cứ đưa thêm mấy chuyện nữa, e rằng sẽ rườm rà. Ta đây xin kể câu chuyện chính để mọi người được nghe. Vào Nam Thuận Thiên, huyện Tân Kiến, phủ Nam Xương, tỉnh Giang Tây, có một tú tài tên là Thời Tăng, từ là Đại Lai. Ông nội là một nhà nho, anh lấy một người vợ là Vạn Thị. Thời ấy Đại Lai tuy học giỏi, nhiều lần đỗ loại ưu, song gia cảnh lại nghèo túng, hàng ngày dựa vào dạy học mà sống.
Vùng Giang Tây rất nghèo, tiền dạy học chẳng lấy gì làm nhiều. Tuy gia đình ít tiền, tiền dạy học cũng chủ đủ tiêu pha tằng tiệt, chẳng dư dật chút nào. Năm ấy đúng vào năm hạn hán mất mùa, ăn còn không đủ, lấy đâu mà cung đốn cho thầy. Bởi thế anh không tìm được chỗ dạy học. Phàm là tú tài thì chỉ có dạy học là kiếm sống, không có chỗ dạy thì không còn kế sinh nhai. Những người khác tuy không còn kế sinh nhai, nhưng còn có tiền vốn để chi dùng, hoặc có thể làm giúp người khác kiếm sống. Xong cái nghề tú tài quý hóa này thì có vốn đâu mà chi dùng. Cũng chẳng biết tính toán nên cũng chẳng ai nhờ, lại không biết gồng gánh nặng nhẹ thì làm ngày nào sống ngày ấy thôi. Các bạn bảo thế thì làm sao mà không nghèo. Lúc ấy Đại Lai đang buồn rầu trong nhà, nhìn bộ mặt võ vàng của vợ chẳng khác nào kẻ thù. Lúc nào vợ cũng cau có, bởi đã ăn nhờ vợ đã 2-3 tháng nay rồi. Hôm ấy đúng vào lúc không còn một hạt gạo thì Vạn Thị nói với chồng: nhà hết gạo rồi, anh đi đâu vay mấy đấu gạo ăn tạm đi. Ngày mai em lấy tiền không khâu giày về thì có thể ăn thêm được 10 ngày, anh tính thế nào? Thời Đại Lai đáp: thôi được rồi. Nói xong anh vội vàng vào bếp, định lấy chậu nước nóng để rửa mặt mới đi. Nào ngờ đâu bếp núc lạnh tanh, nỗi neo lòng chồng. Thấy tình cảnh ấy, anh vô cùng buồn bã, cắm cúi đi ngay. Vốn là khi nhận lời vợ, thời Đại Lai cũng chưa biết sẽ tới nhà ai. Đến khi ra khỏi cửa, anh mới sực nghĩ: mình cứ vội vã đi, nhưng đến nhà ai đây? Rồi anh đứng lại nghĩ một lát. Người gì của vợ ở ngoài cửa hoàng quẩn hoặc quảng nhận, có thể hàng ngày tháng nay mình chưa đến, mượn gì ít tiền hoặc vay gì ít bạc chắc là được thôi. Vừa mới đi được mấy bước, anh lại nghĩ: không được rồi, người chồng của dì là người phố xá, họ giàu mình nghèo, họ sẽ khinh thường. Hôm nay đến nếu ông ấy không cho mượn thì nhục lắm. Anh mới quay trở lại đứng nghĩ một lát. Ngoài cửa Trương Giang, năm ngoái có một nhà có con học ta, anh ấy cũng có ăn, thôi thì mượn anh ta cũng được. Rồi anh vội vàng đi được mấy chục bước lại nghĩ: không được rồi, nhà túng thiếu thì họ mới cho con thôi học, nay lại đến mượn thì quả là chẳng biết điều chút nào. Anh lại quay về vừa đi vừa nghĩ. Cửa hàng của Uông Chiêu Phụng ở Liên Châu là cửa hàng cầm đồ, mang thẻ đi cũng có thể vay được ít tiền. Rồi lại nghĩ tiếp: ta đến nhà người bạn họ Phó cũng có thể vay được mấy đấu gạo. Nghĩ đến nhà này đến nhà khác, cứ đi đi lại trên đường như một người mất trí. Cũng không biết anh đi đi lại lại bao nhiêu lần mà vẫn chưa vượt qua được ngoài 10 bước. Không ngờ một đứa trẻ 7-8 tuổi tay cầm một chiếc bát, bên trong có được một ít mỡ đi tới vấp phải anh. Chiếc bát mới rơi chát xuống đường vỡ tan tành. Đứa bé nào có xá gì đến anh, nó túm ngay lấy thời Đại Lai bắt đền: hãy đền ta đi. Thời Đại Lai lấy đâu ra tiền mà đền thì cuống lên nói: cháu đi đường, tôi cũng đi đường, cháu lỡ tay đánh rơi, sao lại bắt tôi đền? Đứa trẻ khóc khóc mếu mếu nói: ông không trả tôi cũng không về nhà được, tôi cùng đi chết với ông thôi. Trong phút chốc, người ta súng đen súng đỏ, có người nói: đứa bé ấy đánh đổ nhiều hay ít mà khóc dữ vậy. Cháu đi mua một đồng mỡ, thằng bé nói, về xào ra cho bố cháu ăn, rồi đi Nam Kinh, thế mà ông ấy đánh vỡ mất cái bát của cháu. Lại có người nói với thời Đại Lai: ông là người ở đâu, đã đánh vỡ bát của nó rồi thì thôi đền cho nó. Tôi là học trò của phủ này, thời Đại Lai nói, quả thực trong người tôi không mang một đồng nào, nếu có thì một đồng, chứ nhiều hơn tôi cũng đền. Lại có người nói: anh là học trò thì đi đường phải văn hóa một chút chứ, vì sao anh đánh vỡ chiếc bát của thằng bé? Hóa ra anh cũng không bằng một đứa bé à? Đứa bé ấy cứ súm chặt lấy anh, dù chết cũng không buông, bắt anh đền cho bằng được. Những người xem cứ nhao nhao cả lên ầm ĩ, khiến cho thời Đại Lai không biết làm thế nào. Nếu có thể chui xuống đất được thì anh cũng chui ngay. Chiếc áo dài may bằng vải của anh cũng bị xé toạc, chẳng còn gì ra nữa. Bỗng anh thấy một trang nam nhi, thân cao 7 thước, hàm râu rậm dài hơn 1 thước, trông như quan công, bước tới rẽ mọi người ra, vốc một vốc tiền trong túi trước ngực, bảo đứa bé: thôi, cầm lấy mang đi, đừng ăn vạ nữa.
Sau đó người ấy kéo Thời Đại Lai đi rồi nói: "Này tướng công, mau đi theo ta." Cuối cùng đám đông bỏ đi. Rồi mọi người nghĩ xem, người ấy ăn mặc thế nào? Đầu đội khăn chữ nhất, thân mặc áo chiến bào, lưng đeo bao tên, chân đi giày ủng, tóc búi trang nghiêm, chỏm râu phấp phới, lưng sáng loáng thanh đao, mắt đằng đằng sát khí. Lúc ấy Đại Lai uất quá, anh như người ngây dại, thuận chân đi theo ông ta mấy chục bước. Người ấy kéo anh lên lầu của một tiệm lớn, ấn anh ngồi xuống rồi lớn tiếng gọi rượu. Thời Đại Lai lúc này đã bình tĩnh trở lại rồi nói: "Tráng sĩ là ai? Tráng sĩ lầm rồi." Mỗ là người Bắc Trực, có chút việc ngồi trên lầu chờ một người bạn đã từ sớm. Thấy ông đi đi lại lại trên đường, ngay tôi đã nhìn thấy cũng không kìm nén nổi. Tôi ngờ rằng thiên sinh đang có việc gì bất đắc dĩ ghê gớm lắm. Đang định xuống lầu hỏi xem, không ngờ lại xảy ra việc này. Xin hỏi thiên sinh vì cớ gì vậy? Thời Đại Lai không dám nói thẳng, chỉ nói hàm hồ: "Chẳng có việc gì, chỉ định đi thăm một người bạn để tán gẫu thôi." Đại trưởng phu, người ấy nói: "Một lời cũng trở thành tương đắc, đâu nhất định là việc lớn gian nan. Ta cũng có thể giúp được đôi chút, sao tiên sinh lại giấu ta? Có thể nói tiên sinh chưa hiểu người." Nghe thấy thế, Đại Lai nghĩ rằng đây là một người lạ lùng, thì bèn nói: "Không giấu ngài, tôi là thư sinh trường phủ, sống bằng nghề dạy học. Năm nay hạ hán mất mùa nên học trò không đi học nữa, gạo củi trong nhà đều hết rồi. Định tới nhờ vả mấy người bạn vay ít tiền để sống qua ngày, những ngày đói kém. Vừa đi ra cửa, trong lòng cứ do dự chưa biết là tới đâu, thì lại gặp đứa bé này cứ chửi toáng lên. Dáng vẻ xấu xa đớn hèn của hàn sĩ đã bị người ta ghẻ lạnh. Nếu đúng lúc ấy mà không gặp được ân nhân, thì không biết bây giờ tôi ra sao." Nói xong nước mắt cứ trực ra, người ấy gật đầu thở dài nói: "Cũng là người đọc sách, người nào gặp thuận lợi thì suốt ngày chỉ cùm kẹp đánh đập người đời, nhẫn tâm vơ vét bóc lột của cải của người khác. Giàu có không ai địch nổi, vậy mà vẫn không biết chán, cứ vơ vét mãi. Còn những người không gặp vận thì không những cái đói rét nó bám giết lấy bản thân, mà ngay cả vợ con cũng chẳng bảo toàn được. Vừa mới đây thôi, chỉ có một đồng không trả nổi đã chịu biết bao xấu xa cay đắng. Xem ra ông trời xếp đặt rất bất công." Thế rồi người ấy bô bô nói: "Tôi cứ ngỡ là có chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là cái việc còn con đáng thương. Có điều tôi ngồi đây đã lâu, muốn tới đó ngay, nay tôi không thể tiếp ông tới cuối bữa được." Nói xong người ấy đưa tay lên túi ngực, móc ra một gói đặt xuống bàn, đến canh một cái rồi nói: "Hôm nay ta không chuẩn bị, chỉ mang một ít bạc mua chút lót dạ. Thôi thì ông cứ nhận lấy, đừng trách tôi. Chào ông." Khi đi người ấy còn quay lại nói: "Rượu và thức nhắm ấy còn, tiên sinh cứ nhẫn nha, yên tâm dùng nốt, tôi đã trả tiền." Nói xong người ấy nhẹ nhàng xuống lầu. Lúc ấy Đại Lai đang định chối từ, chưa kịp nói thì người ấy đã xuống tầng dưới, đưa một gói to cho chủ quán rồi nói: "Đây là tiền uống rượu, trên gác đang có một vị tướng công đang uống, tôi trả cả vào đấy, hãy cầm lấy, tôi sẽ tính toán sau." Thời Đại Lai xuống lầu đuổi theo thì người ấy đã đi tới đường, đi qua mấy nhà rồi. Thời Đại Lai lại gọi toáng lên: "Hãy đứng lại đã, xin ông cho biết quý danh." Người ấy vừa đi vừa đáp lại: "Biệt hiệu của ta là Phong Nhiễm Tử." Vừa nghe hết câu thì không thấy người ấy đâu nữa. Thời Đại Lai quay lại tiểu lâu, thấy rượu và thức ăn vẫn còn bày trên bàn. Anh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ: "Thiên hạ sao có những người lạ lùng thế này, đến ngay cả những hai chữ cảm ơn cũng không nhận, cứ vội vàng đi như bay. Lẽ nào đây là giấc mơ? Không, gói đồ vẫn đang nằm trên bàn, có vào kêu len ken. Ta nghĩ trên đời này còn có nhiều hiệp sĩ cao thượng, phần đông là những người như thế này. Đáng tiếc là người ấy đi quá vội, không được chuyện trò lâu. Anh ăn hết những thức ăn trên bàn rồi cầm lấy gói xuống lầu. Đúng là có duyên nghìn dặm mà cũng gặp, ai ngờ năm ấy vận trở thông. Hôm nay gặp bác phải say cướt, đừng theo chim nội chửi gió xuân." Lại nói vợ Thời Đại Lai ở nhà bóp bụng chờ đợi, xong chẳng thấy bóng dáng chồng về. Mãi tới chiều Thời Đại Lai mới mở cửa bước vào, mặt đỏ phừng phừng, tươi cười hớn hở. Vạn thị mới hỏi:
Anh vay được bao nhiêu? Chẳng vay được một hào nào. Không vay được thì sao mãi đến tối mới về, lại ăn uống no say như thế? Thời Đại Lai vứt cái gói xuống bàn rồi nói: Em nhịn đói đến tận bây giờ, anh cũng rất thương em. Anh đưa cái này cho em xem đây. Cái gì đấy? Vạn Thị mới cầm lên thấy nặng nặng, mở ra xem thì thấy 5 gói, mỗi gói 10 lạng, đều là loại bạc cổ nguyên chất. Vạn Thị mới nói: Chết rồi, cái này ở đâu đấy? Hay làm điều gì sai trái rồi? Thời Đại Lai mới cười: Ta là người có học, sao lại làm bậy được? Vậy thì ai cho anh mượn? Thời Đại Lai mới kể lại tỉ mỉ từ đầu đến đuôi những chuyện đã xảy ra hôm nay cho vợ nghe. Thì Vạn Thị nói: Ôi giỏi ơi, nhất định là thần tiên thương mình rồi. Thấy vợ chồng mình khổ quá, đến đây cứu vớt chúng mình. Thế anh có hỏi tên người ấy không? Người ấy lông mày cao mắt sáng, râu quai nón rậm mà dài, lại có phong khí phiêu diêu như lướt trên mây. Có thể là thần tiên chưa biết chừng. Anh vội chạy theo hỏi họ tên, thì người ấy chỉ nói là Phong Nhiễm Tử rồi biến mất. Anh nghĩ số bạc này có trả lại cũng không được, giờ hãy mượn một ít để chi dùng có ngại gì. Hãy mở gói ra lấy một phong, mua mấy gánh củi, một gánh gạo, ít mắm muối, rau dợ, rồi mua thêm chút rượu thịt để anh với em ăn một bữa tươi. Một lát sau, trong nhà náo nhiệt ồn ào hẳn lên, như có thêm rất đông người. Hai vợ chồng cười nói râm ran, chứ không buồn bã lạnh lẽo như trước đây. Ôi, Phong Nhiễm Tử là ai vậy? Phong Nhiễm Tử ấy à, vốn là một tướng cướp, xong ông đi ăn cướp khác với người khác. Những tên cướp khác, ngay cả những người buôn thúng bán mẹt chúng không tha, quần áo rách nát chúng cũng vơ cho bằng hết. Đại Lai nói rằng, làm người tốt có tông tích của người tốt, ngay làm người xấu cũng có phẩm tiết của người xấu. Đại trượng phu đã đầu thai ở cõi đời, cũng phải vì trời mà để lại một chút nhân ái, vì triều đình mà cống hiến một chút công lao, rồi vì gia đình mà để lại chút danh thơm. Nếu như buôn bán mang tiền vốn của cha ông, băng đèo lội suối lo lắng sợ hãi, chỉ kiếm được chút ít lãi về nhà trả nợ nuôi nấng cha mẹ vợ con, nếu anh bán với giá cắt cổ thì trời cũng không dung. Còn những kẻ tham quan ô lại ăn bổng lộc của triều đình, lại dùng cùm kẹp để bóp nạn dân nghèo, dùng hết khiêng nặng gánh nhẹ để sống một đời xa hoa dâm đãng, nếu triều đình biết được, không những truy hồi tang vật mà còn phải chịu tội. Nay ta phát hiện ra tang vật, tha tội cho ông ta. Ta vì triều đình thực thi lòng nhân ái ngoài pháp luật thì quả là có lợi cho ông ấy. Bởi Phong Nhiễm Tử gặp những người ít vốn cũng không để ý tới, gặp những người làm quan cũng không cúm núm. Tuy là tướng cướp đấy, song có thể coi là những hiệp sĩ cao thượng. Lúc ấy ngẫu nhiên gặp Thời Đại Lai, ông ta động lòng thương cứu giúp. Thời Đại Lai cũng không biết đây là họa hay phúc. Hôm sau Thời Đại Lai mua liền 2 bộ quần áo mặc, mà chẳng ai dám bảo anh là thầy đồ thất nghiệp. Lại nói Thời Đại Lai mặc chiếc áo dài lụa mới mua, đi thăm người bạn họ Phó trở về. Nghe thấy có người đằng sau gọi: Thời tướng công tiên sinh. Quay lại thì đó là Lữ Du Chi. Anh mới dừng lại. Du Chi nhìn Đại Lai từ đầu đến chân nói: Mừng cho anh năm nay có chỗ dạy tốt. Có chỗ dạy đâu mà tốt. Không có chỗ tốt, tôi có một chuyện định nói với anh. Xin sẵn sàng nghe anh đây. Có một thái thú phủ Triều Châu ở Quảng Đông, thuyền đậu ở Liễu Châu rồi đi nhậm chức, muốn mời một người giúp việc ở bản địa. Hôm kia tin ấy lọt đến tai, tôi định nhận đây kiếm mấy lạng bạc. Đi suốt 2-3 hôm nay vẫn chưa tìm được người quen. Nếu anh không có lớp dạy thì có chịu làm việc này không? Thời Đại Lai hết sức mừng rỡ nói: Xin nhờ anh giúp cho, việc này anh rất thành thạo. Nếu anh đã nói thế thì anh cứ đi về đi, tôi đi một lát sẽ tới. Một lát sau, Lữ Du Chi cùng một vị áo xanh mang tờ thiếp hồng, một gói 6 lạng làm quà tặng. Người ấy nói với Thời Đại Lai: Nói bằng nào tôi trả bằng ấy. Công mỗi năm tôi trả 120 lạng, trả trước một nửa để nhà yên tâm, sáng ngày kia nhổ neo, lát nữa mời ông tới gặp ông lớn. Thời Đại Lai nhận tiền rồi hai người đi lên thuyền. Tri phủ thấy Đại Lai áo lả tươm tất, nói năng nhã nhặn, bèn nhận ngay và nói: Nhờ ông thu xếp sớm, trưa mai đã nhổ neo lên đường.
Sau đó tri phủ gói 60 lạng bạc ứng trước tiền công đưa cho Thời Đại Lai. Thời Đại Lai nhận bạc rồi tri phủ tiễn ra khỏi thuyền. Lữ Du Chi đến sớm, Đại Lai mở gói ngay trước mặt, lấy hai bao tạ ơn dụ chi, còn lại anh đưa cho vợ. Hôm sau Đại Lai thu xếp lên đường. Ngày thứ hai họ nhổ neo rồi rời đi. Đi tới Nam Lĩnh thuê ngựa thổ vật qua núi. Đúng là chẳng phiền dịch sứ gửi hoa mai, vạn đến gió đưa đằng vân cát. Viên tri phủ này họ Nhậm, vốn xuất thân từ Hoa Giáp, là người cực kỳ tham lam. Đầu tiên được nhậm chức tri huyện Cối Kê, hắn chẳng giữ thể hiện gì, lừa cả nguyên cáo lẫn bỉ cáo. Vì người địa phương vạch trần không chủ nổi, hắn mới dùng tiền đút lót để được điều tới huyện Tĩnh An, tỉnh Giang Tây. Hắn vừa đến thì huyện Tĩnh An trở nên bất an. Hắn tìm mọi cách vơ vét cho bằng hết. Làm được 2 năm thì bị phê phán, không được hai nha môn cất nhắc. Xong hắn đã tìm mọi cách để leo lên chủ sự ở bộ hộ. Vận của hắn đang lên. Hắn được trông coi việc quản lương và thu thuế, phụ thu lạm bổ quá nhiều. Số bạc hắn vơ vét được không sao mà kể xiết. Hắn thăm dò thấy Triều Châu sẽ là nơi phát tài. Hắn bèn tìm cách để được làm tri phủ Triều Châu. Những người thân đi theo không nhiều, chỉ có phu nhân và một tiểu thư là trại nhí, với ý là con trai cũng không sánh kịp. Tiểu thư rất xinh đẹp, hiểu biết rộng, coi thường cha mình chỉ vì tiền tài, sợ rằng việc quan sẽ gặp nhiều bất lợi. Cô thường can ngăn cha, thấy con bất hiếu nên tri phủ cũng không quý cô. Ông ta có hai thuyền lớn, thở đầy ắp, không kể nào tới đồ đạc to và nặng. Ngay cả những đồ gỗ quý cũng chất đầy và lóa mắt không sao để đếm xuể. Hôm ấy thuê phu mang vác qua sốc núi, người gánh kẻ khiêng lìn kìn, kéo thành một đoàn dài. Không giống như người đi nhậm chức, mà giống một viên quan dọn nhà về quê. Hành lý đi trước, phu nhân và tiểu thư đi sau. Tri phủ Nhậm áp giải đi sau, bỗng thấy có tiếng còi vang lên. Mấy mũi tên bằng gỗ vụt qua trước mặt, tất cả đều hốt hoảng dừng lại. Thấy 20 người đàn ông xông tới cướp hành lý, họ nói: "Bắt trói tên cướp, quả ấy chết đi." Một lát sau họ trói tri phủ Nhậm lại. Đang lung kêu trời kêu đất thì bọn Thời Đại Lai đi ở đằng sau. Ngồi trên xe, từ đầu dốc đi tới, được báo là hàng của quan bị cướp. Đại Lai giật mình vừa chạy lên phía trước, đứng trên cao quan sát thì một người trong bọn họ nói: "Hóa ra là Thời Tướng Công cũng đến, thôi thả hắn ra." Thế là đột nhiên những người này bỏ đi hết. Tri phủ được mọi người cởi trói, xong hành lý lương thực, ngay cả tiểu thư cũng mất hút. Tri phủ nói: "Rõ ràng vừa rồi nghe thấy bọn cướp nói tới Thời Tướng Công, vì sao chúng biết được lão Thời? Nếu hôm nay không đi cùng ông ấy thì ta đã toi mạng rồi. Ta không thể ở lâu trên dốc núi này, phải tới ngay phủ Nam Hùng rồi sẽ tìm hiểu sau." Lát sau tới phủ Nam Hùng, vì không thấy tiểu thư, Nhậm tri phủ nghĩ: "Bọn cướp này là cướp của ta, lại còn cướp cả con gái nữa." Rồi tri phủ Nhậm lại nghĩ tiếp: Đúng rồi, bọn cướp nhận ra lão Thời, tại sao không truy hắn tận gốc? Lúc ấy sẽ tìm ra con gái, thế là hắn quên cả ơn cứu mạng. Đúng là chỉ mưu thực hiện không thành kế, chẳng nghĩ mình đã hút máu người. Hôm sau tri phủ Nhậm đích thân tới bái kiến tri phủ Nam Hùng, kể lại chuyện đã xảy ra. Hắn nói: "Cái khác thì thôi, tôi chỉ thương đứa con gái, ai ngờ người giúp vực mình mới tới lại cấu kết với bọn người này. Mong ngài nghiêm trị Thời Đại Lai, nhất định hắn sẽ khai. Con tôi được trở về, còn tất cả tăng vật thu được sẽ dâng cho ngài, tôi sẽ hậu tạ. Xin nghe lời dạy bảo của ngài, xin cảm ơn ngài." Tri phủ Nam Hùng nói. Vốn là tri phủ ở phủ Nhậm nghe thấy những câu nói ấy thì Thời Đại Lai còn ở đằng sau nên không hay biết gì. Đến khi tri phủ Nhậm đến bái kiến tri phủ Nam Hùng trở về, Thời Đại Lai ra đón rồi nói: "Bái kiến ngài, nên nhờ ngài bắt là tốt nhất." Tri phủ hùng hổ nói: "Không cần bắt, cũng tìm ra 8-9 phần rồi." Nói xong hắn đi vào. Thời Đại Lai chỉ nghĩ ông ta đang đau thương nên tỏ ra bực bội như thế. Vừa quay đầu lại đã thấy một người hùng hổ cầm xích sắt xông vào trong cổ anh lôi đi. Thời Đại Lai nói: "Sao lại bắt tôi?"
Ra tới cổng gặp người quản gia, anh nói: "Anh báo ngay cho ông lớn biết, những người này là vô cớ bắt người, hãy cứu tôi ngay." Người quản gia vờ vịt nói: "Này là việc của anh đi mà báo." Thời Đại Lai kinh ngạc nghi ngờ, không sao quyết được, bèn nói với người ấy rằng: "Các ông theo lệnh ai đến đây, đừng có làm bừa như thế. Ta là tướng công do ngài Nhậm mời tới." Những người ấy nói: "Thì chính người mời anh là Nguyên Cáo mà." "Vậy việc này căn cứ vào đâu?" "Thì ông cứ đến đấy rồi sẽ hiểu." Thời Đại Lai không biết tình hình bên trong thế nào, vẫn cứ trông chờ Nhậm Chi Phủ cứu giúp, cả gan theo họ tới phủ Nam Hùng. Chi Phủ lập tức lên công đường, nhìn Thời Đại Lai nói: "Đúng là tên giúp việc lại là kẻ cướp." Thời Đại Lai dõng dạc nói: "Kẻ cướp là kẻ cướp, người giúp việc là người giúp việc. Tại sao ngài lại bảo người giúp việc là kẻ cướp?" "Ngài Nhậm Chi Phủ có lòng tốt với ngươi, tại sao ngươi lại thông đồng với bọn cướp, cướp tài sản của ngài, mà lại còn cướp cả con gái ngài ấy? Ta cho rằng ngươi thấy cô đẹp, nên cướp cô ấy về làm vợ chủ trại. Như thế thì người làm quan, ai dám mời ngươi giúp việc? Hãy kẹp nó ngay cho ta." "Ngài căn cứ vào đâu? Ngài đã vô cớ đổ oan cho tôi rồi." "Mày không thông đồng thì tại sao bọn cướp biết mà gọi tên mày?" "Ai đã nghe thấy?" "Rất có người nghe thấy. Mày hãy khai mau tên họ bọn chúng, tàng trữ ở đâu. Nếu truy tìm được tang vật thì bọn tao tha cho." "Giữa thanh thiên bạch nhật mà tôi mắc nỗi oan trái này, thả tôi chết làm quỷ xuống Diêm Vương kêu oan, chứ không biết ai mà khai." Viên tri phủ chỉ mong tìm ra tang vật để làm vật tạ ơn, chứ kể gì đến oan hay không. Đột nhiên tri phủ nổi giận, gọi người kẹp Đại Lai. Bọn trai nhà nhất tể xông tới đánh Đại Lai huỳnh huỵch. Tri phủ định bóc trần sự thật, thấy Đại Lai lần đầu chưa khai, đành hoát lại nói: "Giam hắn lại, chờ thẩm vấn sau." Sau đó tri phủ Nam Hùng sai người báo cho tri phủ Nhậm. Tri phủ Nhậm trực tiếp đến bàn với tri phủ Nam Hùng một lần nữa, rồi mới từ biệt tới Nhậm sở. Lại nói người cướp ở Mai Lĩnh là ai vậy? Đó chính là người của Phong Nhiễm Tử. Họ thấy Thời Đại Lai bèn cùng nhau quay về. Tới bản doanh, thấy trước cửa trại có một chiếc kiệu. Phong Nhiễm Tử hỏi: "Kiệu này khiêng ở đâu về thế?" "Dạ đây là con gái của tên tham quan ạ." "Ai cho các ngươi khiêng về? Có làm cô ấy sợ không?" "Dạ chưa dám động đến cô ấy ạ. Ngài hãy thử kiểm tra xem." Phong Nhiễm Tử lập tức đến gặp tiểu thư. Ông vái chào nói: "Tiểu thư đừng sợ, vì ta nghe người chị dân ở huyện Tĩnh An rất tàn ác, nhân dân ta oán. Ta muốn trừ tai họa cho dân, nhưng chưa thực hiện được. Nay hắn lại được thăng chức quyền về Tuần Châu, hành lý mang theo nhiều vô kể. Ta đã gặp tại Mai Lĩnh, động chạm đến ý muốn của người xưa kia. Khi ở trên núi, ta trông thấy Thời Tú Tài. Ông là người chính nhân quân tử. Nếu ông cùng đi với cha cô, thì hẳn ông đã giúp cha cô đi theo con đường ngay thẳng. Bởi thế mới quay về. Không ngờ những người anh em của ta không hiểu lòng ta, làm phiền đến tiểu thư. Xin tiểu thư đừng sợ hãi. Nhất định ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thư về Nam Hùng, giao tiểu thư cho tri huyện." Tiểu thư cúi đầu tạ ơn nói: "Nếu được trả về thì quả thật là ngài là cha sinh ra thiếp lần thứ hai." Phòng Nhiễm Tử sắp xếp cho tiểu thư nghỉ tại một phòng sạch sẽ yên tĩnh, sai người trông coi tiểu thư. Hôm sau Phong Nhiễm Tử thuê mấy người khiêng kiệu ở bản địa và sai mấy người đi theo. Tiểu thư nghĩa bụng: "Trong thiên hạ sao lại có kẻ cướp tốt như thế? Họ lại chịu ta về sao? Mà không biết tại sao Thời tiên sinh lại quen biết những người này. Lẽ nào ông ấy lại là cướp? Vừa rồi ta đã nghe ông ấy nói về cha mình, quả là không sai. Người này đúng là một chính nhân quân tử. Việc này xem ra ông ấy không phải là cướp. Và vì sao những người ăn cướp lại kính trọng ông ấy đến thế?" Một lát sau, những người tiễn đưa tiểu thư tới Nam Hùng trở về. Nhập tiểu thư được ra, bẩm với tri phủ Nam Hùng. Ông ta gọi thuyền đưa ngay đến Triều Châu và sai người đi theo, rồi về lại nói với mình. Những người tiễn tiểu thư về trại, Phong Nhiễm Tử hỏi: "Đã đưa cô ấy tới chưa? Không bỏ rơi đấy chứ?" "Không những không bỏ rơi mà còn nghe được một chuyện nực cười. Ông hãy tới mà xem."
Phòng nhiễm tử vừa mở ra, thấy một tờ yết thị, trong đó viết: Nay ta hiểu dụ, theo nhậm chi phủ Triều Châu nói, ngài đưa ra quyến tới nhậm sở, qua Mai Lĩnh gặp cướp, cướp hành lý lương thực không sao kể xiết, mà còn cướp cả tiểu thư, hiện không biết ở đâu. Nay biết được thời Đại Lai là đầu sỏ, đã thông bồng với bọn cướp làm đội hứng. Thời Đại Lai đã bị bắt và đã bị kêu án, chờ điều tra, truy tùng dư đảng. Nếu ai biết tin tức báo cho phủ quan, sẽ thưởng cho 50 lạng bạc. Kẻ nào che giấu bị phát giác sẽ bị trọng tội, quyết không tha. Này yết thị. Phòng nhiễm tử đọc xong, dậm chân nói: Thôi chết rồi, ta làm hại anh ấy rồi, là tú tài làm sao ấy chịu đựng nổi. Ngẫm nghĩ một lát, nhiễm tử nói tiếp: Đúng rồi. Sau đó nhiễm tử tập hợp mọi người lại nói: Ta có việc này, các anh em hãy phải theo ta. Về chuyện ở Mai Lĩnh, chúng ta đã làm hỏng việc. Đại trưởng phu tự gây ra thì phải tự nhận trách nhiệm. Chúng ta giơ cổ cho nó chém, chúng ta chẳng phải hối hận gì. Chỉ có điều chúng ta không đáng sai, nói có một câu mà đã làm hại thời tú tài. Chúng ta được hưởng hạnh phúc mà để cho anh ấy vô cớ chịu oan. Không những chúng ta không chịu nổi mà cũng phải làm cho chân lý sáng tỏ. Theo ta phải như thế thì mới cứu được anh ấy. Ta dù có chết cũng không ân hận, anh em phải giúp ta một chuyến. Tất cả mọi người nói: Đấy là việc lớn rồi, xin nghe theo ông dạy bảo. Thế rồi họ mổ trâu bò, ăn uống với nhau một bữa hả hê. Hôm sau tất cả đều giấu vũ khí ngắn trong người, giả làm người bán thuốc, lần lượt tiến vào thành chót lọt. Phòng nhiễm tử nói với mọi người rằng: Đáng cười thay phủ Nam Hùng, quả là một ngã ngu đột. Lẽ nào bọn cướp lại xưng danh với mọi người? Thế mà chó ngáp phải ruồi, hắn đô hai bảng mới được làm quan. Ta phải cứu được tú tài và đập nát cái đầu đần độn này mới hả dần. Mọi người mới đồng thanh: Đúng là như thế. Đợi tới khi trời tối, một tiếng hô vang, họ rút khí giới ra, xông vào phá cửa ngục. Phòng nhiễm tử vọt lên trước, lục soát khắp mọi nơi mới tìm thấy thời Đại Lai. Song anh đã bị chúng kẹp nát mất một chân. Nhiễm tử lệnh cho mọi người cõng anh ra. Lúc ấy vì đã cứu được người nên không tiến vào phủ nữa. Đoàn người rút khỏi thành, đi mải miết suốt cả đêm. Được chừng 20 dặm mới ngừng lại, họ đặt thời Đại Lai xuống. Phòng nhiễm tử nói với anh: Thời tiên sinh, chúng tôi đã làm anh phải khổ. Thời Đại Lai nhìn nhiễm tử nói: Đây là thật hay mơ, nếu không thì làm sao mà tôi đến được đây? Phòng nhiễm tử kể lại từ đầu đến cuối cho thời Đại Lai nghe. Thời Đại Lai nói: Như thế thì ta chẳng trách được lão nhậm, anh cũng đừng bắt con gái hắn. Phòng nhiễm tử lại kể cho anh nghe câu chuyện trả người con gái ấy. Thời Đại Lai nói: Anh làm một việc như thánh nhân, tôi dù có chết cũng cam lòng. Song chỉ có điều cứu tôi ra, lẽ nào lại bảo tôi theo con đường của các anh? Phòng nhiễm tử nói: Chúng tôi cũng không khuyên anh làm theo chúng tôi. Anh là người có học, phải có khát vọng thăng tiến. Nơi này không ở lâu được, trời lại sắp sáng. Tôi chỉ còn 100 lạng, anh hãy cầm lấy làm tiền lộ phí về nhà. Phải nhanh chóng đi khỏi nơi này, nhất thiết không thể nấn há mà hỏng việc. Thời Đại Lai nhận bạc, nước mắt giàn giụa nói: Tôi hết sức cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không biết lấy gì để đền ơn cứu mạng này. Trượng phu có lòng xin, đợi đến dịp khác, bây giờ không sao nói hết được. Đôi mắt giết người không chớp của Phong Nhiếp Tử cũng phải nhỏ mấy giọt nước mắt lạnh như thép, rồi nói: Tiền đồ rất đáng quý, tôi không thể ở đây lâu mà nói được. Nói xong vội vã ra đi. Thời Đại Lai nhìn theo, chỉ loáng một cái đã đi tới mấy dặm. Đại Lai chậm chậm nai nịt gọn gàng, rồi thong thả lên đường. Trong người anh có tiền ăn đường nên rất vững dạ, đi theo đường vắng, vừa đi vừa nghĩ. Phong Nhiếp Tử quả là một trang nghĩa hiệp chân chính. Tri phủ Nam Hùng nghĩ, của cải của lão nhậm rất nhiều, truy ra tang vật thì nhất định sẽ lọt vào túi hắn. Hơn nữa ta đã tìm được con gái và dẫn đến trả ông ta, thật là việc ngoài ý muốn. Nhất định ông ta phải bỏ ra số gia sản rất lớn để hậu tạ. Song quẻ tài này lại rơi vào chính thời Đại Lai, ta không thể buông lơi. Thằng này ngang ngướng không tra tấn cực hình, hắn sẽ không khai. Lập tức hắn ra lệnh: Phạm nhân thời Đại Lai đúng vào trưa mai phải ra công đường thẩm vấn. Đến tối, bỗng nghe thấy tiếng quát thét. Tri phủ sợ run cầm cập,
vội gọi lấy một chiếc thang trèo lên nóc nhà. Chờ tới khi yên ắng, hắn mới xuống, rồi bảo tên đốc gác ra ngoài nghe ngóng tình hình. Biết đây là vụ cướp tù, tên này vào báo chi phủ đã hỏi cướp mất tên nào, hãy kiểm tra ngay. Tên lính gác đem sổ ra kiểm tra tù nhân, thấy thiếu mất Thời Đại Lai thì trở về báo. Các phạm nhân đều còn, chỉ còn Thời Đại Lai là không thấy. Chi phủ mới tức tối nghĩ, đây đúng là bọn ở Mai Lĩnh rồi. Hôm kia đánh như thế nó vẫn ngang bướng không khai. Rất tiếc là hai ngày đã buông lơi. Giá mà cha tấn mạnh thì bây giờ chưa biết chừng đã tóm được người và tang vật. Chắc bọn này chưa đi được xa. Ngày hôm sau lên công đường, chi phủ lệnh cho phiên bộ phải đi bắt ngay, không thể khác được. Một mặt báo việc cứ bị cướp tù lên cấp trên, đồng thời gửi văn thư tới chi phủ Triệu Châu biết việc này. Mặt khác bẩm việc này tới hai viện phủ án để xin gửi văn thư cho hai viện ở Giang Tây biết để phối hợp tiêu trừ. Tất cả đã bố trí xong xuôi, chỉ mong bắt được Thời Đại Lai thì mới chốt được nỗi uất hận này. Thời Đại Lai chân đau, sức khỏe chưa bình phục, tiền tiêu lại dư giả, dần dần cũng vượt qua. Đi suốt tháng trời mới về tới quê. Hôm ấy đã về tới thành Nam Xương, anh mới nghĩ, trời vẫn còn sớm, nghỉ tạm một lát rồi hãy về. Đang lúc do dự, ngán ngẩm cho nỗi oan ức của mình thì đụng phải Lữ Du Chi. Thời Đại Lai vội cúi đầu. Xong Lữ Du Chi đã nhìn thấy nói, Thời tiên sinh đấy à, về từ bao giờ đấy? Bây giờ tôi mới về đến đây, vẫn chưa về nhà. Lữ Du Chi nghĩ một lát rồi nói, thế à, vẫn chưa về nhà, sao anh về vội thế? Ở đấy có một năm, về có phải tốt không? Không giấu gì anh, tôi và Lão Nhậm lúc đầu rất hợp nhau. Không ngờ tới nhiệm sở Lão tham lam quá đáng. Tôi đã mấy lần can ngăn nhưng Lão không nghe. Tôi không thể tiếp tục ở được, đành phải bỏ về. Vậy thì những người giúp việc Lão ta có sao không? Lão ta có phải cho anh ít tiền đi đường chứ? Triệu Châu giàu có, những người giúp việc ai mà chẳng thích. Còn như anh hỏi về tiền đi đường thì chẳng có một xu. Lão ta bỏ tôi bỏ Lão thì hỏi tiền đi đường sao được? Theo anh nói thì cũng cám cảnh cho anh thật. Hôm kia tôi cũng định cùng một người đến Quảng để kiếm anh ít tiền tạ ơn, thế mà cứ mất công đi ngóng. Thời Đại Lai tưởng Lữ Du Chi nói thật, cũng không để ý tới nghĩ việc đó, rồi về nhà ngay, nói với Lữ Du Chi rằng, thôi tôi vội về, ngày mai mời anh tới chơi. Tôi cũng muốn đi cùng anh, chúng ta đến đầu đường rồi chia tay. Thời Đại Lai về tới nhà gọi cửa, gặp chồng thì Vạn Thị nói, em tưởng anh đi nhiều thì phải 2 năm, mà ít ra thì phải 1 năm, sao anh về sớm thế? Một câu không nói hết được, em hãy đóng cửa vào. Thời Đại Lai kể lại hết cho vợ, Vạn Thị rơm rớm nước mắt nói, quả là anh chết rồi được sống lại, vậy bây giờ anh tính thế nào? Trước khi chia tay, Thời Đại Lai nói, Phong Nhiễm Tử đưa cho anh 100 lạng bạc, trên đường anh tiêu pha tàn tiệt, định để lại một nửa số bạc ấy cho em chi dùng, còn một nửa anh sẽ mang đi làm lộ phí, đến nơi nào đó lánh tạm một thời gian, chờ cho hai người này thăng quan chuyển đi nơi khác, không còn lo gì, lúc ấy mới quay về làm cho ra lẽ. Đang lung tình cảm mặn nồng thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Vạn Thị mới hỏi, ai gõ cửa thế? Người đứng ngoài nói, tôi là hàng xóm đây, sang xin chỉ tí lửa. Sao đến giờ này còn xin lửa làm gì? Vạn Thị nói, hàng xóm với nhau. Thời Đại Lai nói, không cho thì còn mặt mũi nào nữa, thôi thì cho người ta. Anh ra mở cửa, vừa rút then thì người đứng ngoài đã đạp toan cánh cửa, bỗng chốc bọn hung thần xông vào đầy nhà. Thời Đại Lai, bọn người ấy đã dùng tay thước sắt đánh cho mấy cái ngã rủi xuống đất. Đứa này xích tay, đứa kia khóa lại, rồi chúng vội vàng treo hai chân tay Thời Đại Lai lên xà nhà. Vạn Thị cứ cho là bọn cướp, kêu ầm lên, làng nước ơi, hãy mau cứu chồng tôi với, bọn cướp đang giết người. Một đứa trong bọn nhổ tuyệt vào mặt Vạn Thị nói, mày nói sai rồi, sao không nói chúng ta là người bắt cướp? Các ông là do nha môn nào sai tới, vì việc gì thế? Thời Đại Lai nói, chúng ta là do ngài chi phủ Nam Xương sai tới, theo lệnh của hai viện phủ án. Chúng ta ăn thịt tên cướp trốn ngục ở Nam Hùng,
Đây chỉ là việc còn con, đừng có sợ. Vạn thị lôi chồng lại van xin gào khóc, kêu trời kêu đất vô cùng thảm thiết. Thời Đại Lai nói, nghiệp chướng đến rồi, đúng là anh em gặp lần này là lần cuối cùng rồi chết. Em có khóc có ích gì? Trời sáng bọn người ấy nói, thôi đừng có mơ màng nữa, dọn cơm và đưa tiền lệ phí ra đây, chỉ lấy ra một góc ở hòm ra cũng đủ rồi. Đang mỗi đứa một câu ngầu xì cả lên thì Lưu Duy Chi đẩy cửa gọi, thời tướng công có nhà không? Bọn người ấy nói, thời tướng công đang rất vui, vào đây mà đánh đu. Lữ Du Chi chắp tay nói, hóa ra là lệnh của phủ quan, các ngài đến đây làm gì? Ngươi hỏi làm gì? Một đứa nói, ta sẽ đưa chát đỏ cho ngươi xem. Lữ Du Chi xem xong cố ý khuyên, tướng công là người tử tế lắm, hãy cởi trói cho anh ấy để nói cho ra lẽ. Ngươi đừng nói đến thả ra, đây là việc quan sai bảo, người sai chúng ta làm sao được. Ngươi quen biết tên cướp, xem có ngăn cản được chúng ta không. Lữ Du Chi đến ghé tai vào Thời Đại Lai nói, việc này tới quan vẫn có thể giải quyết được, bọn này chỉ giả bộ thế thôi. Anh phải tìm cách đút lót cho chúng, để đến trước mặt quan nó mới nới tay đôi chút. Thời Đại Lai nói, có chút bạc bọn tôi giữ, nhờ anh mang đi gỡ giúp tôi. Nghe nói thế hắn nổi máu tham, nói với Vạn Thị, anh ấy vừa nói với tôi chỉ còn giữ rất nhiều bạc, hãy giao hết cho tôi để tôi tìm cách cứu anh ấy. Hãy nhanh lên đừng để lỡ việc. Đang lung hoảng loạn, Vạn Thị đem cả gói bạc mà Phong Nhiếp Tử vừa cho đưa hết cho Lữ Du Chi, rồi cúi đầu nói, bác Lữ ơi, chăm sự nhờ bác tìm cách cứu anh ấy. Lữ Du Chi cầm lấy gói bạc rồi nghĩ bụng, chả biết họ có nới tay không, chứ chết chém là cái chắc. Rồi hắn nói với Vạn Thị, tôi đem số bạc này đi nói với quan lớn, nếu không đủ thì chỉ cần phải đưa thêm. Hắn quay lại nói với sai nha, hãy cởi trói cho anh ấy, tất cả đều do ta. Bọn sai nha biết ý nói, tiền cướp này không thể nương nhẹ được, thôi thì nể mặt anh Lữ, tạm thời cởi trói cho hắn. Bọn hắn cởi dây, hạ Thời Đại Lai xuống, rồi dùng xích khóa vào cổ cho hai người áp giải đi. Bọn chúng đi khỏi nhà, Lữ Du Chi kéo 6-7 đứa đi. Các bạn có biết tại sao lũ sai nha này lại tới bắt Thời Đại Lai nhanh đến thế không? Thời Đại Lai bất ngờ gặp Lữ Du Chi, cứ tưởng hắn không biết chuyện đã xảy ra ở đó nên giấu. Không ngờ văn thư đã gửi về đây hơn một tháng rồi. Hắn chuyên móc nối với nha môn thì việc gì mà hắn chả biết. Hắn nói cảnh nói khóe, song Đại Lai hoàn toàn không hiểu. Vậy thì anh mọt sách ấy làm sao mà không bị bọn người này bắt đi? Đúng là vừa thoát khỏi lưới rừng lại xa vào cửa quỷ, đường đời lắm gian nan, chẳng ai lường hết được.